Ngôi nhà khang trang này được xây cất từ chính những đồng tiền bán quả mận, quả lê của bí thư đoàn xã Tráng Xeo Xà. Học và làm theo lời Bác, Tráng Xeo Xà quyết tâm đóng góp cho quê hương từ chính tư duy và nỗ lực của mình. Vậy nên hơn 10 năm trước, anh đã tìm hiểu, học hỏi, đưa cây lê, cây mận về trồng tại địa phương thay cho cây trồng truyền thống. Tôi muốn đưa cái cây lê, cây mận này về để thay thế cái cây truyền thống để mang lại cái cuộc sống ổn định cho bà con và mong muốn trở thành một cái tấm gương để cho bà con học hỏi theo. Và từ đó thì là khi mà trồng thử nghiệm cái cây lê, cây mận thì tôi thấy rằng là nó phù hợp với lại cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương xã Quang Hồ Thần. Và từ đó thì tôi cũng đã mang về trồng và đã hình thành nên cái vườn lê mận đầu tiên của xã. Tiên phong đưa cây trồng mới vào phát triển kinh tế gia đình, nhiệt tình vận động, hỗ trợ bà con làm theo. Mô hình trồng cây ăn quả của anh Tráng Xeo Xà được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và đang nhân rộng trên địa bàn. Cũng là một cái gương sáng và là người để dáng đi đầu và đưa cái giống cây lê, cây mận về trồng trong 6 năm. Mà trồng ấy thì cũng coi như là cũng rất là đem cái rất là hiệu quả về thu hoạch cũng như là tăng thu nhập cho hộ gia đình. Đến nay, Quan Hồ Thần đã phát triển được hàng trăm hecta lê mận. Riêng thôn Lao Trải với 117 hộ thì có tới 70% số hộ tham gia trồng với hơn 60 hecta. Sức lan tỏa từ mô hình thanh niên tiêu biểu đang góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào ở xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Quan Hồ Thần.